Xuân Hoa Diễm tập 10, 11 P review Mi Lâm bị Thái Tử truy sát, Cảnh Hòa làm gì? Trong Xuân Hoa Diễm, Xuân Hoa Yếm tập 10, 11, Thái Tử cưỡi ngựa đuổi theo Mi Lâm, Ngô Cẩn Ngôn nhắm thẳng mũi tên về phía cô. Trong Xuân Hoa Diễm, Xuân Hoa Yếm tập 10, Hoàng Tử Tây Yên Việt Tần đến phòng của Mi Lâm, Ngô Cẩn Ngôn để chúc mừng sinh nhật nhưng lại hay tin hôm đó không phải ngày sinh nhật của cô. Thượng lại một lát, Việt Tân bảo. Ê thực ra dù hôm nay không phải sinh thần của cô thì ta cũng có lời muốn nói với cô. Tuy nhiên, anh chưa kịp nói thì tam hoàng tử đại viêm, cảnh vương mộ dung cảnh hòa, lưu học nghĩa, xuất hiện cắt ngang. Việc tần công tử là người giữ quy củ, vì sao nửa đêm nửa hôm lại quấy rầy nữ nhân của bổn vương, hề mộ dung cảnh hòa hỏi. Không hề e sợ, việc tần nói anh không cần đóng kịch trước mặt mình bởi anh biết cảnh vương và mi lâm chỉ là đang hợp tác với nhau. Nghe vậy, mộ dung cảnh hòa cười cười hỏi lại hay vì sao ngài chắc chắn bọn ta sẽ không bao giờ có ngày kịch giả tình thật chứ câu nói của anh khiến mi lâm cũng ngây người tiếp đó anh đưa tay kéo mi lâm về phía mình ôm lấy cô rồi nói với việt tần không phải người cùng đường thì đừng theo đuổi duyên đồng hành ở cảnh tiếp theo việt tần và mộ dung cảnh hòa đều muốn kéo mi lâm về phía mình việt tần cho rằng trên đời có quá nhiều người cùng đường đâm lén sau lưng ở cảnh tiếp theo Việt Tần và Mộ Dung Cảnh Hòa đều muốn kéo Mi Lâm về phía mình. Việt Tần cho rằng trên đời có quá nhiều người cùng đường đâm lén sau lưng. Trong khi đó, Cảnh Vương khẳng định chỉ có anh và Mi Lâm mới là ở người cùng đường, cùng vui buồn, cùng sống chết. Mi Lâm bực mình giật tay mình ra khỏi tay Mộ Dung Cảnh Hòa và Việt Tần. Cũng trong phim Xuân Hoa Diễm, Xuân Hoa Yếm, tập 10, Mộ Dung Cảnh Hòa cùng Mi Lâm đi thuyền trên sông. Cũng trong phim Xuân Hoa Diễm, Xuân Hoa Yếm, Tập 10, Mộ Dung Cảnh Hòa cùng Mi Lâm đi thuyền trên sông. Khoảng khắc Mi Lâm từ trong khoang thuyền bước ra, anh dường như đã ngây người một lúc trước vẻ đẹp của cô. Hai người vốn ở vị thế người chơi cờ và quân cờ, vậy mà Mộ Dung Cảnh Hòa chịu mở lòng tâm sự với Mi Lâm về kỷ niệm thời niên thiếu. Anh kể từng thấy một dải ngân hà xanh lam trên sông Lam Thương, đó là cảnh đẹp nhất mà bổn vương từng thấy. Tiếc là sông Lam Thương quá xa, vậy nên bổn vương đã mang dải ngân hà xanh lam đó đến đây cho cô ta cũng muốn cho cô thấy cảnh đẹp nhất mà bổn vương từng thấy, mộ dung cảnh hòa bảo mi lâm. Mi lâm thích thú ngắm nhìn dòng sông có màu xanh lam lấp lánh vô cùng đẹp. Có thể đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng nó cho thấy sự thay đổi trong mối quan hệ giữa mi lâm và mộ dung cảnh hòa. Ngay cả thái tử mộ dung huyền liệt cũng nhận ra mộ dung cảnh hòa đã yêu quân cờ của mình. Lần này đại ca lại không nở để đệ chết rồi, thái tử tự nói với chính mình. Mười năm trước, chính thái tử cố tình dàn dựng là mộ dung cảnh hòa bị hiểu lầm là ra lệnh cho quân uy bắt phóng hỏa thanh châu khiến hàng chục nghìn người dân thiệt mạng mộ dung cảnh hòa chịu không biết bao nhiêu đau đớn cùng những lời lẽ cay nghiệt vì vụ việc này nay thái tử lại định bày ra kế hoạch gì với anh đây trong xuân hoa diễm xuân hoa yếm tập 11, mộ dung cảnh hòa ra lệnh phải bắt sống trương ấn còn thái tử sau khi biết mình bị người này lừa thì phái người truy sát ông ta Cảnh tiếp theo là thái tử cưỡi ngựa đuổi theo mi lâm trong một khu rừng. Mặc dù đã rất cảnh giác nhưng cô vẫn bị trúng tên và lăn xuống một cái rảnh, không ngờ lại vô tình phát hiện ra trương ấn đang nằm bất tỉnh ở đó. Là một người thông minh, ân lạc mai cũng hiểu rõ bản thân đang bị cuốn vào cuộc tranh đấu giữa thái tử và cảnh vương. Cô lập tức khẳng định lập trường của mình, rồi lạc mai liều mạng lập công chỉ để là một trung thần của đại viêm. Lạc mai không muốn và cũng sẽ không làm quân cờ để các ngày tranh giành ngôi vị. Thái tử nghe vậy liền bày tỏ, ngày thứ ta muốn thắng không phải là binh quyền của quân Bình Nam, mà là trái tim của Lạc Mai muội. Trước giờ ta chưa từng quên chí hướng của muội. Ta từng nói, dù muội có làm hoàng hậu thì binh quyền vẫn thuộc về muội, muội vẫn là ân tướng quân. Thái tử thật lòng yêu ân Lạc Mai hay chỉ đang dùng chiêu bài tình cảm để có được cô? Một khi ân Lạc Mai chấp nhận trở thành thái tử phi, người đầy tham vọng, không ngần ngại hãm hại cả đệ đệ ruột như thái tử liệu có giữ đúng lời hứa, để cô tiếp tục nắm binh quyền hay không. Tập 11 phim Xuân Hoa Diễm, Xuân Hoa Yếm, có cảnh tình cảm của mộ dung Cảnh Hòa và Mi Lâm. Cảnh Vương có vẻ hờn dỗi nhắc lại lần bị Mi Lâm cắn sức môi. Nếu Vương gia muốn tính toán thì ngài có thể cắn lại, Mi Lâm bảo. Thấy Mi Lâm bày ra bộ dạng như thể sẵn sàng để mình cắn trả, mộ dung Cảnh Hòa từ từ tiến gần về phía cô. Khi cả hai đang ở rất sát nhau, anh bỗng ngừng lại rồi lấy cây trâm mà mẹ Mi Lâm để lại cho cô. Anh giữ cây trâm quý của cô, xem như món nợ giữa cả hai đã xí xóa. Bổn vương sẽ tạm giữ trâm cài tóc của cô, đợi đến khi chúng ta lật đổ thái tử thì ta sẽ trở lại. Nếu muốn nói chuyện với mẫu thân cô thì đến tìm bổn vương, mộ dung cảnh hòa vừa quay người rời đi vừa nói, khiến Mi Lâm bật cười.